cả anh em đến tới Thông Bay Lóc kênh giải trí. Chúc cả nhà xem clip. Tranh cãi việc Hoa U Đàm xuất hiện nơi sư Minh Tuệ tĩnh tu. Những ngày khi sư Minh Tuệ còn tĩnh tu ở căn chòi dựng tạm gần nhà, mạng xã hội rầm rộ truyền nhau những bức ảnh được chụp lại bởi một người dọn rác rằng một loài hoa lạ xuất hiện trên vách gỗ nơi sư Minh Tuệ tĩnh tu. Không chỉ xuất hiện trên vách gỗ mà trên các tấm ván nơi sư Minh Tuệ ngồi trong căn chòi dựng tạm cũng xuất hiện loài hoa này. Không những thế, ở những khu vực lân cận người ta cũng phát hiện loài hoa này. Nhiều người để lại bình luận rất chấn động, cho rằng đây chính là U Đàm Bà La Hoa, 3.000 năm mới xuất hiện một lần, là điềm lành báo đến thế gian con người, hơn nữa lại xuất hiện ngay tại nơi sư Minh Tuệ thiền tu. Nhiều cư dân mạng bình luận như sau: Hoa U Đàm, loài hoa của Đức Phật. Đúng rồi, hoa đó là có Phật hiện về. Nhưng cũng có người cho rằng mọi người đang quá ảo tưởng, vì người ta nói đó chỉ là trứng của côn trùng thôi. Hoặc là những ngày qua trời mưa ẩm thấp nên nấm mốc mọc ra rất nhiều, khiến cho mọi người nhìn lầm mà thôi. Vậy thì trước khi kết luận, chúng ta hãy tìm hiểu xem hoa U Đàm hay còn gọi là U Đàm Bà La Hoa là loài hoa như thế nào nhé. Đó là một bông hoa nhỏ, cuốn dài, đếm kỹ thì thấy tổng cộng có 8 cánh bông. Chúng ta lên mạng có thể thấy báo chí đưa tin về loài hoa này kiểu như: theo kinh Phật ghi lại, U Đàm Bà La Hoa là tiếng Phạn, ý là loài hoa linh thụy mang điềm lành, mọc lên giữa không trung. Quyển 8 kinh Huệ Lâm Âm Nghĩa cũng khẳng định rằng U Đàm Bà La Hoa do điềm lành linh dị sinh ra, là thiên hoa, trên thế gian không có. Nếu Như Lai hạ sinh, Kim Luân Vương xuất hiện tại thế gian, thì loài hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại ân và đại đức của Ngài. Kim Luân Vương xuất hiện tại thế gian được liễu giải là chuyển luân thánh vương hạ thế, chính pháp tại nhân gian. Theo kinh Phật ghi lại, chuyển luân thánh vương cũng có đặc điểm của một vị Phật, mang theo 32 tướng và 7 báu. Ngài là Lý Tưởng Vương, trị vì thế giới không phải bằng vũ lực, mà bằng cách xoay chuyển bánh xe chính nghĩa để chính lại pháp. Đại Bàn Nhược Ba La Mật Đa Kinh cũng viết: thân người vô thường, phú quý như mộng, các căn tàn khuyết, chính tính khó khăn, nếu được nghe diệu pháp của Như Lai, chẳng phải hy hữu như hoa U Đàm. Năm 2002, loài hoa này đã từng xuất hiện tại Hàn Quốc và nhiều nơi trên thế giới. Loài hoa này hoàn toàn không phải là hoa trong cảnh giới nhân gian này. Do đó chúng ta thấy nó có thể mọc trên dây điện, thủy tinh, ống thép, bức tường xi măng, v.v. Những nơi mà người ta cho rằng thực vật không thể nào sinh trưởng. Kỳ thực trong một cảnh giới nhất định trên thiên thượng, loài hoa này hiển thị điềm lành muôn vàng khi chuyển luân thánh vương giảng pháp. Mục đích chủ yếu nó khai nở là nói với chúng sinh rằng chuyển luân thánh vương hiện đang truyền pháp. Như vậy, đối với các sinh mệnh ở nhân gian thì việc nhìn thấy U Đàm Bà La Hoa có ý nghĩa rất lớn, bởi vì hoa này 3.000 năm mới nở một lần. Hơn 2.500 năm trước, Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng, khi U Đàm Bà La Hoa khai nở cũng là lúc Đức Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế độ nhân. Hiện nay hoa U Đàm khai nở khắp nơi, phải chăng Đức Thánh Vương đã tới? Ông thầy Minh Tại thì Phật chuyển kiếp lại rồi, không còn bàn nữa. Dạ. Ông là Phật tại thế là còn cái gì nữa. Phật tại thế luôn. Phật tại thế rồi. Gỡ cho mọi người, ai đã xúc phạm tới sư Minh Tuệ thì hãy tự sám hối đi. Tự sám hối đi nha. Các bạn nghĩ xem, thầy Thích Minh Tuệ có phải là một vị Phật sống hay không? Lam có xem một cái video, có một cái vị khách kể rằng anh ta là một người ở đạo Công giáo, hoàn toàn không có liên quan gì tới Phật giáo hết. Thì cách đây vài năm, trên đường anh ta đi qua một cái ngọn đèo và vô tình anh ta gặp một cái nhà sư đang đi bộ hành, đang đi khất thực. Và nhà sư đó chính là Thích
Minh Tuệ ngày nay, khi mà hiện bây giờ đang rầm rộ thấy hình ảnh của Thích Minh Tuệ, thì lúc này anh ta phát hiện ra đây chính là cái ngày mà anh ta đã gặp ở trên cái ngọn đèo. Các bạn hãy nghe kỹ tình tiết nha. Khi anh ta đi qua, đi ngược chiều với Ngài Thích Minh Tuệ, thì anh ta thấy Ngài Thích Minh Tuệ ở bên đoạn đường kia đang băng lên cái con đèo, băng lên dốc của con đèo, và tay bưng cái nồi cơm điện đi khắc thực. Anh ta cảm thấy có một cái nguồn năng lượng rất là kỳ diệu mà từ trước tới giờ anh ta không thể nào tưởng tượng ra được. Quay lại việc nhiều người đang tôn kính, tôn sùng sư Minh Tuệ là Phật sống, rằng ông đã đắc quả vị Phật. Điều này không có gì là lạ. Nhưng nếu bình tâm suy nghĩ, mọi người sẽ phát hiện ra rằng một vị Phật uy nghiêm hẳn là thân thể sẽ phát ánh quang diệm, muôn vật đều minh bạch rõ ràng. Còn sư Minh Tuệ vẫn là người đang tu, bộ hành khất thực, vẫn còn mang nhục thân của người phàm. Nếu nói ông là Phật sống, thì có phải là chúng ta vô tình bất kính với chư Phật, chư thần hay không? Ý tứ này là như thế, không hề công kích hay phán xét bất cứ ai, chỉ là nêu lên để mọi người cùng nhau suy nghĩ. Đương nhiên những ngày qua, người ta yêu mến sư Minh Tuệ là điều quá dễ hiểu, nhưng cũng đừng làm quá lên, khiến cho ngài ấy phiền tâm khổ não. Vậy Phật Thích Ca đã từng thuyết giảng về U Đàm Bà La Hoa như thế nào? Câu chuyện bắt đầu ở Ấn Độ từ cách đây hơn 2.500 năm. Khi đó, Phật Thích Ca Mâu Ni đã khai công khai ngộ và bắt đầu hồng truyền Phật Pháp. Do điều mà Thích Ca Mâu Ni truyền là chính Pháp, nên Phật Pháp của ông càng ngày càng hưng thịnh. Còn các tôn giáo khác lại dần dần suy bại, đặc biệt là Bà La Môn giáo vào lúc ấy cũng đã bên bờ diệt vong và hoàn toàn biến thành tà giáo. Điều này dẫn đến tình cảnh người trong môn phái này ra sức phá hoại việc truyền giảng của Đức Phật Thích Ca. Khi Đức Phật giảng Pháp tại Tịnh Xá Chi Viên, người của Bà La Môn giáo vì để phá hoại đã cải trang thành tín đồ đến nghe Pháp. Trong lúc đang nghe, có người thì giả vờ ngất xỉu, có người xuất ra các hiện tượng kỳ quái, lại cũng có người tung tin vu khống nhằm bôi nhọ thanh danh của Thích Ca Mâu Ni, làm dao động chính tín của các tín đồ, tỳ kheo. Đối diện với mưu sâu kế độc quấy nhiễu này, Phật Thích Ca điềm tĩnh trấn an các đệ tử rằng, khi ta còn tại thế, thì tín đồ các tôn giáo khác và ma quỷ không thể làm gì Pháp này, nhưng tương lai ra sao là điều khó nói trước. Tuy nhiên Đức Phật cũng nói thêm, các con hẳn ai cũng biết một truyền thuyết lưu truyền đã lâu, chính là nói về Chuyển Luân Thánh Vương sẽ tới nhân gian độ nhân trong tương lai. Chuyển Luân Thánh Vương này có năng lực vô cùng vĩ đại. Đến lúc ấy, rất nhiều người trong các con sẽ đắc được Đại Pháp, Vạn Pháp Quy Nhất. Đến lúc ấy, các con sẽ biết mình may mắn như thế nào. Đến lúc ấy, rất nhiều chư thần từ thiên thượng sẽ xuống nghe Pháp, và chúng thần đều trông ngóng ngày đó sẽ tới. Một lần khác, trong Pháp hội được tổ chức tại một bãi đất rộng trên núi, khi ấy 10 đại đệ tử của Phật Tổ và rất nhiều đệ tử khác đều có mặt. Một nữ đệ tử là Liên Hoa Sắc bèn hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni rằng, Thế Tôn, Ngài nói tương lai sẽ có Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế truyền Pháp, vậy người ở các nơi khác muốn nhận biết thì làm thế nào? Phật Thích Ca Mâu Ni nói, đến khi có một loại hoa gọi là U Đàm Bà La nở rộ khắp nơi, thì đó chính là điềm báo hiệu Thánh Vương đã tới. Loại hoa này không phải là hoa ở nhân gian, mà là hoa từ thiên thượng ban xuống điềm lành về Chuyển Luân Thánh Vương. Lúc này từ không trung mưa rơi lất phất, Phật Thích Ca Mâu Ni nói loại hoa này thân nhỏ như mưa bụi, hoa nở rất bé, tuy nhiên rất mỏng manh, nhưng không đâu là không thể khai nở. Mục Kiền Liên nói, Thế Tôn có thể mở lòng từ bi để chúng con nhìn trước một chút Bà La hoa này được không? Đức Phật đáp, được thôi, ta dùng Phật lực để xem có thể mang đến loại hoa này không. Nói xong, Phật Thích Ca Mâu Ni chìa tay ra, chỉ thấy trong tay xuất hiện một đám hoa màu trắng, hoa rất nhỏ nhưng thân rất dài. Đây là Bà La hoa tại không gian khác. Chúng thần trên thiên thượng đều muốn sớm thấy loài hoa này, đều muốn sớm đắc được giáo hóa của Chuyển Luân Thánh Vương. Đến khi các con đắc được, ta sẽ mừng thay cho các con. Lúc ấy trên thiên không xuất hiện rất nhiều thiên nữ mặc y phục bảy màu trong suốt.
họ bắt đầu rải hoa, mưa phùn ngừng lại, trên bầu trời xuất hiện một cầu vồng rực rỡ, còn có rất nhiều đám mây bảy màu trôi theo làn gió. Còn xuất hiện rồng và phượng, đúng như câu nói, rồng phượng hiện điềm lành vậy. 2.500 năm sau, vào tháng 7 năm 1997, trong phòng phương trượng một ngôi chùa tại quận Quảng Châu, lần đầu tiên người ta phát hiện thấy trên ngực tượng Phật Như Lai bằng đồng vàng xuất hiện 24 đóa hoa U Đàm Bà La Hoa. Kể từ đó, U Đàm Bà La Hoa liên tục được phát hiện thấy tại nhiều tỉnh ở Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Australia, Mỹ, Việt Nam, v.v. Những hiện tượng này đã gợi ý cho người đời rằng chuyển luân Thánh Vương đã tới nhân gian, chính pháp độ nhân